Nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. Rồi, bây giờ bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Dạ, em là Nguyễn Văn Huệ. Em sinh năm 1992, là năm nay 27 tuổi, quê em ở Hải Dương. Dạ, em làm ở Nhân Trạch và em làm bảo trì máy móc. À, đúng rồi, trai tên Huệ, đàn ông ghê luôn á. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Tường ạ. À. Chào anh Linh. Em là Thu Thuyền, hiện đang làm phụ trách kinh doanh tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Quê mình ở đâu thì? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi ạ. À. Em sinh năm 94 ạ. À. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thuyền? Em là một người hòa đồng chị, dễ giao tiếp, cũng khá là tự tin. Em là một mẫu người em sống với hiện tại thôi. À, có nghĩa là những gì ở quá khứ thì em sẽ cho qua. Em luôn sống theo hướng tích cực. Ừ. Còn điểm yếu của em thì hay quên, đi ra ngoài rồi nhưng mà đi một đoạn đường xong rồi sực nhớ hả? Nhớ là hình như là em có khóa cửa nhà hay chưa, xong rồi em lại dòng lại. Tức là em nhiều lúc em hay quên như vậy. À, có một cái điểm yếu nữa, em thường hay thức khuya. Em hay đọc tin tức khoảng tầm hơn 12 giờ đêm em bắt đầu ngủ. 6 giờ là em dậy bắt đầu công việc và đi làm. Mà mai mốt cố gắng ngủ sớm xíu cho đẹp da, giữ sắc, dạ, sắc đẹp. Chứ phụ, dạ, nữ sau này lớn chút xíu nữa nó mau xuống lắm. Mình phải ngủ cho sớm, dạ, nha. À, rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì, Huệ? Ưu điểm của em là em có thể làm được các công việc trong gia đình. Nấu ăn, rửa bát, giặt đồ gì á. Và điểm yếu của em là ít nói và... nhút nhát đúng không? Hơi nhát gái, nhát gái chứ không có nhút nhát. Em nói chuyện có vẻ hơi chậm, công việc em làm có chậm không? Dạ, cũng tùy công việc, có việc thì chậm, có việc thì nhanh chị. Sao nói nó cứ rề chậm chậm nhỉ? Em sao? Nói chung cái gì em cũng chậm hết đó. Về cho nó khỏe đi. Dạ. Tình trường thì sao? Chính thức là em chưa có quen ai hết á. Và chưa một lần hẹn hò. Lý do tại sao ế dữ vậy, ế lâu vậy? Dạ, tại em chờ hoài mà không thấy bạn gái nào rủ em đi chơi. Em chậm quá, em phải thấy, em phải tấn công, em rủ người ta. Em phải rủ người ta chứ sao ta rủ em được. Ngồi chờ chết rồi. Hồi đó giờ có rủ ai chưa? Dạ chưa. Đó, thấy chưa? Em có thấy rung động với một ai chưa? Dạ cũng có mà sợ bạn, là sợ bạn có người yêu rồi. Bên đây tình trường sao cưng? Em thì đã trải qua hai mối tình. Cái tình gần đây nhất thì em quen hơn một năm. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì em có những điểm không hợp nhau về tính cách, về ngoại hình và cả về những suy nghĩ định hướng về tương lai. Và em nhờ chị hỏi bạn bên cạnh một tí. Định hướng về tương lai sau này của bạn ấy á, là mình sẽ lập nghiệp tại đây hay là bạn về quê? Tại vì em nghe quê bạn ấy ở Hải Dương. Đúng rồi, chị? Dạ. Rồi, em trả lời, dạ, câu hỏi của bạn gái ha. Bây giờ công việc của em là cứ đi làm. Và nếu như bạn gái á, mà... mà sao? Nói đi. Ủa sao Nhi đang nói im luôn vậy? Nếu như mà hai người cảm thấy hợp nhau và yêu nhau thì nếu như bạn gái thích về làm Nhân Trạch cùng với em thì cũng được. Hoặc là em đi làm gần chỗ bạn cũng được. Có nghĩa là em lên, thí dụ em lên thành phố Hồ Chí Minh cũng được đúng không? Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn em trước. Cao rồi, anh này cao lắm. Dạ, tác phong chỉnh chu trước. Cái nhìn đầu tiên của em rất là quan trọng. Tác phong, anh này gì cũng được, đẹp trai luôn, có cái gì cũng chậm thôi. Em thích một thích người phải có định hướng về tương lai. Có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Nói dối, cho dù em có quen và yêu anh ấy cỡ nào đi nữa thì khi nào em đã phát hiện là anh ấy đã lừa dối em ngay từ lúc ban đầu là em sẽ quyết định chia tay. Rồi, em cũng lắng nghe rồi ha, ngồi thẳng, dạ, lên, ngồi thẳng lên cho nó hoai phong lịch lãm về cái định hướng cho cuộc sống trong tương lai. Định hướng mình sẽ làm một cái công việc nào đó ổn định và sẽ phát triển cái tay nghề của mình lên. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hình lành, thật thà, dễ thương. Ngoại hình thì bạn ấy trông cao cao một chút được mà không cần cao quá. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn gái trang điểm quá lè lẹt. Ok, thì chị thấy mọi thứ ok, ngoại hình là được hết rồi đó. Phải vì bên đàn gái hấp hồn đàn trai làm quá, ta ít có va chạm cuộc sống đúng không? Em cứ cười, mọi thứ để anh lo. Rồi. Em chào anh. Gái. Dạ, chào anh ạ. Người ta cần cái điều thế này nè, trung, dạ, thủy, thật thà, hiền hậu, tất cả đều
có ở anh này hết. Để chọn một người chồng, anh nghĩ rằng chọn anh này là tốt. Bởi vì á, nếu người vợ mà năng động, người vợ mà nhanh nhạy á, thì em đã có rồi. Nãy giờ anh đoán em là cô gái rất là bản lĩnh. Nếu như mà có một sự hỗ trợ của em nữa thì anh nghĩ anh này sẽ rất là ok. Em thấy anh nói vậy được không? Theo cái lộ trình của anh Linh nói thì em thấy quá là tốt. Anh sẽ cầm cặp anh ấy được không? Dạ, như vậy thì quá là ok anh. Ok. Thời buổi này kiếm người nhát gái khó lắm. Giờ còn có hai người thôi, anh ấy và anh. Trời ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của người thân nha. Coi như hôm nay là người thân của các bạn có ý kiến như thế nào. Dạ. Em đi với ai? Ngày hôm nay thì em đến với lại những người bạn của em và em gái ạ. Dạ, con xin chào cô Linh và... Cô chào con. Cô Tường và chú Linh ạ. Con tên là Hảo, là em gái của chị Thuyền. Con rất mong muốn là chị có một cái anh nào đó yêu thương chị. Còn anh này á thì anh nói chuyện cũng lịch sự, dễ thương. Mà anh chậm quá à. Dạ, từ nãy giờ anh nghe là chị hai em chia sẻ đó, là anh cảm giác như thế nào à? Dạ, em hỏi anh á. Anh nghe mà, anh đang suy nghĩ chút. Thấy chị của em trước tiên là cái giọng cũng dễ thương. Anh rất là thích con gái mà giọng dễ thương. Dễ thương vậy chắc thì cái tính cũng hiền lành. Chắc... Dạ. Anh trả lời phụ được không? Dạ, mời em mời anh trời Linh. Trời ơi, em mời anh Linh. Trời ơi, dạ. Mời luôn hả? Ví dụ mà nếu hợp mà anh muốn... muốn tiến tới với chị em á, là em nghĩ là anh nên nhanh nhanh, với lại cái gì cũng nhanh nhanh hơn một xíu với chị em, không thích chậm. Dạ. Về chị em với em sẽ hỗ trợ anh. Dạ, em cũng thuộc dạng là cũng năng động, cũng nói chuyện nhiều cái vậy. Em cứ nói nhiều, từ từ anh sẽ nói nhiều thôi. Dạ, con cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay mình đi với ai cưng? Em đi với mẹ, em gái và cậu với mợ. Dạ. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ạ. Tôi xin chào ông Mai bà mối, đó là chú Quyền Đinh, chào cô Cát Tường. Yeah. Chào toàn thể quý khách, quý khán giả có mặt trong trường quay ạ. Yeah. Chào hai cô. Tôi là mẹ của cháu Huệ. Theo như tôi nhận xét thì cháu gái bên này rất là dễ thương. Tôi nhìn là hợp rồi đấy. Mẹ cũng mong cho hai con ý, cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau rồi tiến tới xa hơn. Mà tới được hôn nhân thì càng tốt. Thấy chưa? Tôi mong cho con gái này sẽ về nhà bác chơi cho biết nhà biết cửa đó. Trước lạ sau quen. Bác xin hết, xin cảm ơn các con. Trời cho em gái mẹ dễ thương quá. Mẹ như thế. Sao mẹ con như thế nói chậm quá vậy? Bây giờ nghe em nè, em nói thử coi sao. Dạ, chị ơi, anh em tuy hơi chậm á, nhưng mà anh em là một người rất là tình cảm và biết quan tâm mọi người. Thì em hy vọng là chị có thể nhận ra được cái điểm này mà những cái bạn gái khác hoặc những cô gái khác mà có từng gặp anh em á thì không có phát hiện ra. Cảm ơn gia đình, quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ sẽ kéo rèm lên cho hai bạn. Khoan chị, em muốn hỏi một câu nữa. Em muốn biết là anh thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Có nghĩa là tóc dài hay tóc ngắn? À, về ngoại hình á. Anh thì anh thích bạn gái tóc đen và dài. Có thể để cái mái ngố bằng rất là dễ thương. Tóc bên kia hồi đó có đen. Nhìn đi sẽ có cảm hứng. Mở rao. Có gì mà bí là ngoắc ra liền nha. Có gì anh nhào vô liền luôn. Anh luôn luôn bên cạnh em, yên tâm. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Bên kia một cô gái rất là năng động. Đó. Hôm nay đến với chương trình thì anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Con gấu nữa em. Chúc em luôn vui vẻ nhé. Dạ, cao ghê ha. Hai đứa đứng so kế bên nhau. Nắm tay nhau cái đi em, để truyền một cái chút. Hợp không quý vị, hợp không? Quá hợp. Thôi, này đẻ con chắc cao lắm ta. Mà thường mấy người cao đẻ con lùng lắm. Gì vậy trời ạ? Cái nhìn đầu tiên về em á, anh có cảm nhận gì về em à? Thì anh thấy em rất là dễ thương. Tóc tai sao? Xinh đẹp, xinh đẹp. Dạ, xinh đẹp. Em thì tóc màu vàng. Ví dụ như hình mẫu lúc nãy của anh thì tóc đen. Và khi anh gặp em thì anh có thay đổi cái hình tượng của anh lúc ban đầu hay không? Có. Thật sự là bây giờ em cũng khá là run. Em muốn mời anh chơi cùng em một trò chơi được hay không? Được. Trò chơi này đơn giản lắm. Mình thoải mái đi, anh tự tin lên. Em hiền lắm, em không có gì mà... Anh vậy anh rất là tự tin. Chỉ có điều hơi chậm một chút.
Trò chơi em đưa ra là em muốn thử cái tài phán đoán về trí nhớ của anh thôi. Trong vòng mà một phút, anh đọc tên, ví dụ như là 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc là chữ CH. Nếu như mà anh trả lời trong vòng một phút được 10 con tên con vật như vậy như em yêu cầu ra, thì anh có thể đưa ra một yêu cầu cho em, có nghĩa là một hình phạt dành cho em. Còn nếu như trong trường hợp anh đưa ra không đúng hoặc là không đầy đủ, thì em sẽ là người đưa ra hình phạt cho anh. Tại vì giờ em run, em khá là run khi gặp anh. Một phút nói 10 con hả? Dạ đúng rồi. Rồi anh chấp nhận. Rồi chơi. Ráng lên, cố lên nào. 10 con vật bắt đầu bằng chữ C hoặc chữ chờ. Một phút bắt đầu. Rồi anh kể đi. Con chó, con cún, con tròn, con chim, con chuột, con cá, con cua, con cò, con công, con cào cào. Thôi đủ rồi, 10 con rồi. Hay quá, không có trùng gì hết trơn. Chậm mà chắc thiệt, được, được. Sợ rồi, nó nói phạt cái con khác mà mệt. Phạt bạn gái liền cho chị, phạt cái gì? Mới nhận được quyền trợ giúp của người thân là muốn nè. Em không muốn anh nhận quyền trợ giúp của người thân. Tại vì mẫu người bạn trai em thích á, là một mẫu người đàn ông trưởng thành. Tự quyết định. Em chắc chứ. Thì anh cứ thì anh cứ đưa ra một hình phạt nào em cảm thấy ok thì em sẽ đồng ý. Rồi thì anh sẽ phạt em là hát một bài mà có chữ bắt đầu bằng chữ T. Sau đây em xin hát một đoạn ngắn thì bắt đầu bằng chữ T. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê. Tìm một người đến nỗi rơi lệ. Dạ em xin hát ạ. Anh thì đang ở Đồng Nai, em làm việc tại quận 1. Nếu như mình có cơ hội bấm nút và tìm hiểu nhau thì thời hẹn hò cái thời gian của mình sẽ như thế nào ạ? Công việc của anh thì một tháng được nghỉ 4 ngày chủ nhật. Vậy là một tháng mình chỉ gặp nhau 4 lần thôi đúng không ạ? Anh đang nói ngày chủ nhật em. À rồi anh nói tiếp đi ạ. Tức là anh có thể gặp em được 2 ngày trọn vẹn. Và có thể nhiều hơn nữa là những buổi tối mà anh rảnh á, thì anh có thể lên thăm em vào những buổi tối. Nếu như em bấm nút và em muốn anh chuyển công việc lên Sài Gòn ở thì anh sẽ suy nghĩ như thế nào? Thì nếu như cái đó thì phải cần có thời gian em. Quen nhau một thời gian và tình cảm lớn dần thì anh sẽ chuyển lên. Anh có câu hỏi gì dành cho em không? Em có thích đi du lịch không? Đó là một sở thích của em. Nói chung là em rất là thích đi du lịch cùng với gia đình của em. Em có thích muốn đi du lịch mà mình xa xa chút không? Xa xa là trong nước hay ngoài nước à? Trong nước thôi. Trong nước thì em cũng đi được khá là nhiều rồi. Thì nếu như mà mình có cơ hội tìm hiểu thì em cũng, nói chung là sau này thì em cũng muốn là anh cùng với gia đình của em du lịch cùng với gia đình của em. Anh muốn mời em du lịch đến một nơi rất là ấm áp và rộn rã tiếng cười. Và em muốn mời cả gia đình của em luôn dịp Tết này đến du lịch tại nhà của anh. Thì em có đồng ý không? Em... cho em thời gian suy nghĩ. Tại vì nếu như mình quyết định bấm nút hẹn hò với nhau thì đó là điều đương nhiên rồi. Tại vì mình tìm hiểu và gia đình hai bên cũng phải tìm hiểu nhau nữa. Dạ. Trên con đường mà đi đến tình yêu á thì có thể sẽ trải đầy hoa hồng, nhưng mà hoa hồng nào thì chẳng có gai, mà tình yêu nào chẳng có chông gai trở ngại. Thì anh hy vọng là chúng ta nếu mà yêu nhau thì sẽ hiểu nhau, quan tâm nhau, đôi chân cùng đi, con tim hòa chung một nhịp đập, mắt cùng nhìn về một hướng để đạp nát hết những bông gai đó. Và chỉ còn lại trên con đường tình yêu là những lá hoa hồng thơm ngát hương thơm. Chậm nhưng rất chắc nha em. Rồi, bây giờ hát một câu gì đó tặng bạn gái đi nào. Hát lớn lên, bắt đầu. Con tàu Việt Nam, con tàu Việt Nam đi khắp bốn mùa xuân, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Đã thương nhau, anh chờ em tới, là thương nhau. Mấy sông anh cũng lội, là yêu nhau. Mây núi anh cũng trèo. Ai rồi, mạnh mẽ vậy. Quá đó, quá xuất sắc. Kệ đó, mới đầu thì tới đó. Rồi chuẩn bị. Thật sự nếu chúng ta có rung động
chúng ta thấy hợp, chúng ta thấy có thể tiến xa hơn nữa, có thể yêu nhau, thì chúng ta hãy bấm nút. Nào, rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Mời bạn. Nãy giờ mình chê chàng trai chậm, mà sao tới cái lúc bấm nút thì em lại chậm? Lúc đó em cũng hơi lưỡng lự một tí. Lưỡng lự điều gì? Bạn ấy chỉ hợp với em trên 50% thôi. Cá tính một tí nữa, năng động phải hơn. Năng động một tí nữa. Nhưng mà anh này thì hơi chậm, nhưng mà em muốn cho mình một cơ hội và cho anh ấy một cơ hội. Thôi, cố gắng lên nha. Có cái này mất kia, không ai hoàn thiện hết. Nắm tay. Rồi. Không lẽ tôi chỉ nữa, nhào vô. Trời ơi, ông làm gì ông gồng gồng vậy? Lẽ trong cuộc đời còn mình nó hả ta? Ta năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm tóc. Em tên... Họ tên của ông là gì ạ? Em tên Nguyễn Văn Thân chị. Làm tóc là tiệm của em hay sao? Đúng rồi, tiệm của em. Tiệm tóc nam hả em? Nam nữ chị, chuyên về nữ nhiều hơn. Chuyên về nữ nhiều hơn mà sao không có bạn gái? Là quen. Không hiểu, người ta nói là không có gì đâu, không hiểu. Nhiều khi chuyên nữ nhiều hơn nhưng em lại thích nam chẳng hạn thì lại không có có nghĩa là em quen nhiều cô gái, tìm hiểu những cô gái, người ta nói đa số mà thấy trai làm tóc nữ thì cũng như chị nói thì có bạn gái nhiều lắm, cho nên người ta cũng ngại quen, cho nên đến giờ vẫn chấp bay. Rồi em nói một chút điểm mạnh điểm yếu. Ở quê em ở Củ Chi luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em trai đen. Rồi vậy nói điểm mạnh điểm yếu và cái đường tình duyên của mình chị ha. Điểm mạnh của em là làm đẹp, nấu ăn, rồi nói chung là tâm lý, hiểu tính cách, hiểu nói chung là có thể hiểu được tâm lý của người bạn khác giới của mình khi mà tiếp xúc ba mặt bốn lần. Còn điểm yếu của em thì ngoài công việc làm tóc ra thì em hơi về trong những công việc khác. Ví dụ như là ca hát thì hơi nghe được thôi chứ không hay lắm. Rồi hoặc là ví dụ như bạn bè thì em cũng hay ít bạn bè, đa số thì em chỉ có công việc thôi. Trời ơi, em có những cái điểm mạnh giống em gái chị Mai Trang, dễ sợ luôn á. Nấu ăn, rồi có biết cắm hoa hay là làm bánh gì không em? Làm bánh thì em chỉ biết làm kim bắp hoặc là mấy món như mấy món cơm. Kim bắp làm luôn. Đó, cơm cuộn luôn kìa Trang. Đó, thấy chưa? Rồi, nhưng mà... cắm hoa thì em biết cắm, tại em cũng mới mua hoa cái bông lúa về vậy đó, cái em cắm đại vô trong cái bình bông đó, thấy chưa, vậy là cũng có niềm yêu thích rồi đó. Ủa rồi trong nhà em biết sửa điện sửa đốm đâu không em? Có thì tiệm em là tự em làm hết đó. Rồi ủa là đang ngồi ở tiệm em luôn hả? Dạ đúng rồi, chị giữ muốn xem quay sơ cho có đâu ly của ông chị ông thử coi. Vậy chị coi thử coi tự em trang trí. Nó hơi nhỏ một xíu. Rồi cũng 6-7 ghế rồi ha. Đâu có 4 ghế chị à. Ủa vậy hả? Rồi. Ghế này ghế ngồi chờ. Thành bạn gái hay mà gì tôi giữ rằng vậy chị giữ trời. Dạ đâu có đâu, hành khách. Khách nhập đăng. Em về dán.
Rồi bây giờ thì thích một mẫu bạn gái như thế nào? Mô tả kỹ chị, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn. Dạ, em thì nói chung thì em thích thứ nhất là ở bạn gái thì có thể ở càng gần em thì càng tốt. Tại vì em năm nay cũng 27 rồi, 3 năm nữa là 30 rồi. Em cũng không phải yêu xa, phải tìm hiểu, phải lâu lâu mới gặp. Bởi vì theo em, quan điểm của em là tình yêu á, nếu mà tình yêu mà muốn mà nó bền chắc, là nó lâu dài thì hai người ấy phải ở cạnh nhau, phải gặp nhau thường xuyên. Rồi mẫu bạn gái của em thì em thích một người con gái mà cái vẻ bề ngoài á, gọi là cá tính, còn sâu ở bên trong là một gọi là một cô gái tỉ mỉ, ít năng. Trời, nghe ghê quá à. Vậy là chắc cá tính hả? Cá tính gì thích trong mình này kêu anh? Không, không có chị. Ý có nghĩa là cá tính là khi đi ra đường đó, hoặc là ăn bận, cách ăn bận đó, nó gọi là cá tính, nó lọt vào mặt của những người xung quanh đó. Cái cách ăn bận thì là cá tính rồi. Cái cách mà mình quần tóc đâu á? Dạ. Quần đâu? Đó thì cá tính, không cá tính mà tính cá được không? Mặc đồ tiên cá luôn. Yeah. Thôi nói chung chị xàm vậy thôi em. Bây giờ đó thì em có theo vợ hay là ý muốn của em, lập nghiệp của em tương lai á, kiếm mấy cô mà cũng nghề nghiệp bên chị ba massage rồi được không? Dạ thì có thể công việc hao hao với em thì cũng vợ được. Còn em thì em bây giờ em muốn lập nghiệp ở đây. Nhưng mà nếu mà bên bạn nữ, gia đình hoặc là ba mẹ có vấn đề gì đó mà phải cần ở rể thì em có thể chấp nhận để mà đi về bên bạn ấy để mà lập nghiệp lại. Nhưng mà em mong muốn là bạn ấy phải xác định rõ ràng là cái mối quan hệ đối với em và bạn ấy. Tại vì em tại vì em cũng không còn thời gian để mà, nói chung là em cũng 27 rồi, cũng không có còn nhiều thời gian để tìm hiểu rồi hẹn hò rồi tìm hiểu vài ba năm nữa đó. Em cảm thấy nó quá xa, nó lâu quá, cho nên em mới nhờ chương trình để tìm cho em một người để mà thích hợp, để mà tìm hiểu rồi cảm thấy phù hợp thì mình có thể tiến tới hôn nhân trong vòng nửa năm là một năm tới có thể. Ừ. Rồi ok em, được rồi, nếu được chọn bên chị liên lạc lại rồi mình nói chuyện thêm nha em ha. Dạ rồi, okay. Cảm ơn chị nha. Rồi cảm ơn em. Điểm của mình là gì anh? Mạnh của anh là hòa đồng, nhiệt tình, vui vẻ. Nói chung là điểm mạnh anh thì nói chung gọi là cũng hay giúp đỡ, hay gọi là mình hay giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn hoạn nạn đó. Cái điểm yếu của anh đó là trong cái những lúc mình cái cách nói chuyện của anh thì cũng gọi là chưa được trưởng thành cho lắm. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái kinh tế của anh là mình chưa có được ổn định lắm á. Trước kia nghề nghiệp anh chưa có ổn định nên là dẫn tới tình trạng kinh tế anh chưa ổn định. Đến hiện tại bây giờ anh tình trạng hôn nhân là anh vẫn độc thân. Đấy, mà số điểm yếu thì nói chung là anh chỉ có khai thác thì sơ sơ thôi, chứ còn khi mà mình cái người nào mà tìm hiểu của anh ấy thì sẽ biết được cái điểm mạnh và điểm yếu thôi. Còn cái hiện tại là anh sẽ khai một phần nào đó về cái ưu điểm và cái điểm của anh là như vậy. Rồi cho em hỏi thu nhập của anh hàng tháng trung bình là khoảng bao nhiêu mà anh nói là hiện tại là chưa ổn định? Hiện tại cái kinh phí của anh, lương hàng tháng của anh là có 2 triệu thôi một tháng thôi. Anh là hợp đồng á, nên là anh chưa có được vào biên chế nhà nước. Alo. Hiện tại là anh nhà là anh ở đâu? Anh nhà ở với ba mẹ thế nào? Không, anh thì ba mẹ anh thì nói chung với em như thế này, ba mẹ anh ly hôn là hồi đó anh mới có 3 tuổi thôi.
Anh thì từ lúc ly hôn thì anh ở với ba anh. Ba mẹ anh thì đã ở riêng rồi. Nhưng mà hiện tại thì anh thì cũng ra ngoài anh ở rồi, chứ anh không ở cùng với ba mẹ. Anh thuê nhà anh ở hay như thế nào? Đúng rồi, anh thuê nhà anh ở. Mà vậy thì với cái mức lương 2 triệu một tháng thì mình xoay sở như thế nào không? Sau này anh có những cái dự định này kia trong tương lai để mà có thể mình cưới vợ như thế nào? Có, khi mà tương lai thì anh sẽ, sau khi mà sắp tới thì anh sẽ thi vào biên chế nhà nước, thì cái lương của anh nó sẽ ổn định hơn. Rồi anh sẽ đi học đại học và cái ngành là bác sĩ, để mà có cái thu nhập, rồi mình về mình làm kinh tế ổn định, mình sẽ tiến hành mà cái thôi thôi. Đó là tương lai, mà tương lai anh nói là chắc chắn là anh sẽ làm. Rồi bây giờ anh chẳng có mấy mối tình rồi? Hiện tại là anh cũng có yêu đơn phương và mối tình gì đó, nhưng mà kiểu là yêu một hai ngày xong rồi anh thì anh không bỏ người ta, nhưng mà người con gái đó cảm nhận anh là nói chung nhiều vấn đề lắm, nên là người ta chủ động, người ta sẽ bỏ anh trước. Chứ anh mà quen ai là anh nói chung là anh sống với thật lòng người ta, tính anh ấy thật thà lắm, chứ còn không phải mà anh không có phải là gọi là lừa đảo này chứ nọ đâu. Nhưng mà ý là anh đã có mối tình chính thức nào chưa? Chưa, ý là gọi là yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương ví dụ như ngày hôm nay là quen được một người phụ nữ này, nhưng mà tầm 2-3 ngày sau là người ta bỏ anh, là anh phải quen người khác. Xong rồi cái tầm, nói chung là cái thời gian mà quen gián đoạn vậy lắm. Người ta tự bỏ anh chứ anh không giờ anh bỏ người ta. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu bạn gái làm sao? Nói cụ thể giúp em ngoại hình, công việc, tuổi tác này kia như thế nào, anh khu vực này kia làm sao? Thì tuổi tác thì anh chỉ mong là quen là cứ lớn tuổi anh thôi. Để thứ nhất á, anh thì anh cảm nhận ra đó. Lớn tuổi anh, vì anh nói chung cái suy nghĩ của mọi người một khác em ơi. Suy nghĩ của anh là tại sao mà anh quen những người lớn tuổi, vì sao? Thì những người phụ nữ đó đã trưởng thành rồi. Không phải đã có chồng có con thì anh không quan trọng, nhưng mà cái cách người ta biết suy nghĩ, biết tính toán, biết thế này thế kia, gọi là một con người trưởng thành thì em cũng biết rồi, đúng không? Anh thì anh không có phân tích nhiều, là một. Cái thứ hai á, về cái ngoại hình á, thì anh thì gọi là anh thì có chưa tới 1m6 nữa, đó, cân nặng anh thì là dưới 70kg. Anh thì không quan trọng về cái gọi là cái bóc dáng của người phụ nữ, nhưng mà anh quan trọng nhất á, là thứ nhất là cái đầu tóc là không được nhiều này. Cái thứ hai là nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đó là phải có phúc hậu, là phải nhìn vô mình phải có thiện cảm liền, chứ không phải mình nhìn vô cái gọi là ái cảm với người ta là đâm ra sống mà không hiểu với nhau, đâm ra bỏ nhau thì tội với người phụ nữ lắm. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba thì anh thì thích người phụ nữ, một làm trong hai ngành, một là giáo viên, hai là quân đội. Đó, còn những tiêu chí thì anh không có, anh chỉ yêu cầu ba tiêu chí đó thôi, còn những tiêu chí kia thì sao cũng được, đối với anh thì rất đơn giản. Vậy thì với anh trong ba tiêu chí mà anh đưa ra thì cái tiêu chí nào là anh quan trọng nhất thì bên em sẽ ưu tiên cái phần đó để lựa chọn đối tượng cho mình nha. Còn nếu như mà anh muốn tìm đối tượng mà có tất cả ba tiêu chí như vậy thì nó rất là khó cho bên em. À vậy hả, thì anh chỉ muốn là một người phụ nữ á, thì cái tiêu chí là nhìn khuôn mặt có phúc hậu thôi. Phải nói chung là nhìn vô là có tình cảm với tất cả mọi người đó. Không cần là có tình cảm đâu. Nhưng mà mọi người nhìn vô, ok, chỉ này có tình cảm là ok rồi. Hoặc là anh nhìn vô anh thấy, ok. Mà hồi nãy anh nói là anh thích, nếu như mà bạn gái lớn tuổi hơn á mà đã ly hôn rồi nuôi con thì cũng được hả hay sao anh? Không có ly hôn, không có nuôi con vậy đó. Nói chung lớn tuổi nhưng mà người ta vẫn độc thân. Bây giờ tình trạng cái vấn đề phụ nữ, người ta độc thân rất là nhiều với cái độ tuổi mà hiện tại lớn anh rất là nhiều. Nhưng mà vì anh không có tiền đường, với lại có anh trình bày với lúc đầu á, công việc chưa ổn định, kinh tế chưa ổn định, sao mà làm cho được gia đình, nên cái đó. Rồi ok, em cảm ơn anh nhiều ha. Nếu mà có cần thêm thông tin thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với anh sau nha. Ok, anh chào em nha, chúc em một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Quê quán của anh như thế nào anh nha? Dạ em mời anh ạ. Tên Phạm Văn Quân, ngày sinh 19
ngày sinh tháng 9 tháng 9 1990. Công việc của mình là gì vậy? À, công việc chính là tài xế á, tài xế chạy dịch vụ á. Lúc trước thì làm cho công ty nhưng mà chạy xe tải á, rồi sức khỏe mình làm công việc đó mình thấy nó không phù hợp, mình nên nghỉ chuyển là chạy dịch vụ với ở nhà làm giường. Hiện tại anh quê anh ở đâu, anh đang sinh sống ở đâu ạ? Ở ấp Trường Thuận, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai của thành phố Cần Thơ. Và bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh ha? Nói chung cuộc sống hàng ngày thì ở nhà mọi việc trong gia đình mình lo được, mình có thể làm được mọi việc tất cả. Còn điểm yếu thì gặp người lạ thì mình nói chuyện nó không có được mạnh dạn như người ta. Rồi đường công việc của mình thì sao nè? Dạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi anh? À, trước đây thì có một mối tình nhưng mà hồi đó cũng là sửa soạn cưới á, cũng có đám hỏi rồi nhưng mà bên gia đình của người đó lúc đó kinh tế của mình, công việc mình chưa có ổn định, người ta sợ mình về sống với mình khổ, người ta nói là không hợp rồi chia tay. Bây giờ lâu rồi không có quen ai. Rồi bây giờ kinh tế mình nó đã ổn định chưa anh, nó đã ok hơn trước chưa và mình sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa ạ? Bây giờ thì nói chung là công việc thì tạm ổn để lo cuộc sống gia đình, nó không có dư giả nhưng mà mình vừa đi làm rồi ở nhà làm giường rồi thêm gì đó, cuộc sống nó cũng là tạm ổn hơn trước nhiều. Hồi đó thì công việc nó bấp bênh, mình chưa có cái công việc gì để cho nó ổn định hết, mình đi làm công, làm mướn đồ này kia, không có nghề nghiệp. Bây giờ thì mình có cái nghề nó cũng đỡ. Rồi cho em hỏi xíu ha, là thu nhập hàng tháng của anh trung bình là bao nhiêu vậy anh? Hiện tại vì như thời gian qua thì dịch bệnh, cái nghề chạy xe thì nó cũng hơi bấp bênh. Thì trước đây á, thì một tháng thì bình quân cũng khoảng tầm 6 triệu, 7 triệu. Đó là trước khi dịch đó anh hay sao? Đúng rồi, còn như bây giờ thời gian này á, thì chạy ít lại á, rồi mình đi có làm những công việc phụ thêm, mình đi làm bên điện lạnh á, làm dưới thằng em á, thì nó cũng tạm ổn. Rồi thì anh muốn tìm mẫu bạn gái làm sao, về ngoại hình nè, công việc tuổi tác này kia như thế nào ạ? Nói chung thì tại vì mình cũng có như nó đổ vỡ một lần vậy đó, mình muốn ý muốn của mình thì gặp người phụ nữ chững chạc tí xíu, biết lo cho gia đình tí xíu, rồi không cần là phải đẹp hay là hoàn hảo lắm, biết trong gia đình là được. Để ở nhà thì bây giờ cũng không còn ai sống chung với cha mẹ không à, chỉ cần người đó về biết cha biết mẹ là được. Rồi còn gì nữa không ạ? Về tôn giáo vùng miền này kia. Nói chung hồi đó giờ mình sống thoáng cái chuyện đó lắm, không có bắt buộc là người phụ nữ là tôn giáo hay này kia, kể cái tại vì cái lối sống riêng của mỗi người, mình không có quan trọng về cái vấn đề đó. Dạ ok, em cảm ơn anh nhiều ha. Nếu mà có cần thêm thông tin thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với anh sau ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Dạ em chào anh ạ. Rồi. Anh ơi, anh bấm nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em nha. Rồi.